chào quý vị và các bạn đang đến với bản tin điểm nóng tố tụng trong tuần của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Bản tin được phát trên website plo.vn, đồng thời được phát trên các kênh YouTube, Facebook, TikTok của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Bản tin hôm nay sẽ có những nội dung nổi bật sau đây. Bị cáo Trương Mỹ Lan đòi ngân hàng SCB trả 5.000 tỷ đồng. Cựu giám đốc Sở Xây dựng Đắk Nông bị đề nghị 2 đến 2,5 năm tù vụ khu công nghiệp Nhân Cơ. Vụ trường cắt xén bữa ăn trưa của giáo viên, hiệu trưởng xin thôi việc, huyện đã đồng ý. Mâu thuẫn chuyện cột trâu ăn, 3 người trong một gia đình lãnh án tù. Cưỡng ép vợ chồng quan hệ tình dục trái ý muốn có thể bị phạt đến 30 triệu đồng. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn theo dõi thông tin chi tiết. Chiều ngày 7 tháng 11, phiên xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Trương Mỹ Lan và 47 bị cáo khác trong giai đoạn 1 vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB và các đơn vị có liên quan tiếp tục với phần xét hỏi về những nội dung kháng cáo phần nhân sự. Trả lời câu hỏi của hội đồng xét xử về việc yêu cầu nhận lại tài sản, bị cáo Trương Mỹ Lan tiếp tục xin được nhận lại biệt thự cổ ở 110-112 Võ Văn Tần vì đây là tài sản mẹ bị cáo mua để cho con gái của bị cáo trùng tu, bảo tồn văn hóa. Bị cáo Lan cũng muốn hội đồng xét xử trả lại nhà số 78 Nguyễn Huệ, con gái bị cáo Lan đứng tên, và số nhà 19, 21, 23, 25 Nguyễn Huệ, trụ sở STB, mẹ bị cáo Lan mua cho Chu Duyệt Phấn, và nhà đất 24 Lê Lợi, quận 1, 21, 21A Trần Cao Vân, quận 3, do Trương Huệ Vân đứng tên. Theo bị cáo Lan, đây không phải là tài sản của bị cáo Lan. Đồng thời, bà Trương Mỹ Lan xin lại không kê biên trụ sở công ty Vạn Thịnh Phát số 193 Trần Hưng Đạo, quận 1. Cạnh đó, bị cáo Trương Mỹ Lan xin hội đồng xét xử xem xét lại 5.000 tỷ đồng gấp vào ngân hàng SCB để tăng vốn điều lệ, nhưng chưa tăng vốn điều lệ thì cho bị cáo xin lại để khắc phục hậu quả. Về số tiền tăng vốn điều lệ 5.000 tỷ đồng, đại diện SCB cho biết ngân hàng đã hoàn thành các thủ tục để tăng vốn điều lệ năm 2021, tiền đã hòa vào dòng tiền chung nhưng chưa có giấy chứng nhận tăng vốn. Tại tòa, đại diện SCB trình bày các nội dung kháng cáo, yêu cầu hội đồng xét xử xem xét buộc bị cáo Lan bồi thường từ tiền lãi phát sinh cho đến khi hoàn thành nghĩa vụ bồi thường cho dư nợ các khoản vay. Bản án sơ thẩm Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan hình phạt chung là tử hình về 3 tội danh, vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, tham ô tài sản và đưa hối lộ. Hội đồng xét xử buộc bị cáo Trương Mỹ Lan phải bồi thường cho SCB dư nợ của 1.243 khoản vay còn lại tính đến ngày 17 tháng 10 năm 2022, tương đương 673.800 tỷ đồng. Sáng ngày 7 tháng 11, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Nông giữ quyền công tố tại phiên tòa đã đề nghị mức án đối với các bị cáo trong vụ sạt trượt nghiêm trọng xảy ra tại gói thầu khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công hạng mục sang nền và bảo vệ máy dốc, gói thầu 02XL. Nằm trong dự án cơ sở hạ tầng kỹ thuật bên trong và ngoài hàng rào khu công nghiệp Nhân Cơ có tổng mức đầu tư hơn 1.600 tỷ đồng. Theo đó, Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Cửu, chủ nhiệm đồ án, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Đường Việt, Công ty Đường Việt, đơn vị khảo sát, là bản vẽ thiết kế gói thầu 02XL từ 10 đến 11 năm tù. Bị cáo Nguyễn Thanh Hà, cựu trưởng phòng thiết kế 1, Công ty Đường Việt, đơn vị khảo sát, thiết kế gói thầu 02XL bị đề nghị 8 đến 9 năm tù, đồng thời cấm hành nghề từ 3 đến 4 năm đối với bị cáo cũ Hà. Bị cáo Đặng Gia Dũng, cựu giám đốc Sở Xây dựng Đắk Nông, bị cáo Đặng Thái Sơn, cựu chuyên viên phòng quản lý chất lượng công trình xây dựng Sở Xây dựng Đắk Nông, bị cáo Trần Quốc Đạt, cựu trưởng phòng dự án 1, ban quản lý dự án tỉnh Đắk Nông cùng bị đề nghị mức án từ 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù. Viện kiểm sát đề nghị tuyên phạt bị cáo Hồ Sĩ Điệp, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh Đắk Nông từ 4 năm đến 4 năm 6 tháng tù. Viện kiểm sát cũng đề nghị thực hiện việc kê biên đối với các tài sản của bị cáo Đặng Việt Cửu tại Công ty Đường Việt để đảm bảo cho công tác thi hành án. Đồng thời xác định Công ty Đường Việt chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại tại sự cố sạt trượt công trình này. Theo cáo trạng, từ năm 2018 đến năm 2020, tại gói thầu 02XL đã 5 lần xảy ra sự cố sụt trượt đất đắp mái ta luy âm, gây thiệt hại hơn 55 tỷ đồng. Ủy ban nhân huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vừa có quyết định về việc giải quyết cho bà Phan Thị Hán Huệ, hiệu trưởng trường mầm non Ánh Dương, thị trấn Ngãi Giao thôi việc.
Theo đó, huyện cho hiệu trưởng thôi việc theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày ký quyết định. Trường mầm non Ánh Dương chính là trường học trong vụ việc bữa ăn trưa của giáo viên chỉ 2 miếng giò mà Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh đã phản ánh trước đó. Huyện Châu Đức cũng đã có kết luận thanh tra về vụ việc này. Lãnh đạo huyện Châu Đức thông tin, trong thời gian thanh tra toàn diện tại trường mầm non Ánh Dương, cô Huệ vì lý do sức khỏe đã có đơn xin thôi việc, nhưng thời điểm này huyện chưa giải quyết do còn chờ kết luận thanh tra. Nếu có vi phạm, cô Huệ phải khắc phục xong thì huyện mới xem xét giải quyết đơn xin thôi việc. Ngày 18 tháng 10, thanh tra huyện đã có kết luận thanh tra, huyện đã có công văn giao các đơn vị yêu cầu bà Huệ thực hiện các nội dung theo kết luận thanh tra đã nêu. Trong đó, có một số nội dung về tài chính như yêu cầu hiệu trưởng trường tổ chức công khai và hoàn trả lại số tiền hơn 18 triệu đồng cho giáo viên và người lao động đã đóng tiền ăn trưa từ tháng 9 năm 2023 đến tháng 5 năm 2024. Công khai và hoàn trả lại số tiền hơn 5 triệu đồng cho giáo viên và người lao động đã đóng tiền ăn trưa từ tháng 6-8 năm 2024. Thu hồi số tiền mà nhà trường đã trả dư ngày công cho một giáo viên trong quá trình đi học. Xử lý hoàn trả số tiền còn tồn trong thời gian hè năm 2024 là 25 triệu đồng theo đúng quy định. Tòa án Nhân dân tỉnh Long An vừa mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với các bị cáo Trần Duy Phúc, 42 tuổi, Lê Thị Luật, 37 tuổi, vợ Phúc, Trần Duy Thọ, 38 tuổi, em trai Phúc về tội cố ý gây thương tích. Theo cáo trạng, sáng ngày 2 tháng 3 năm 2023, Trần Duy Phúc dẫn trâu ra bờ đê gần thửa đất ruộng phía sau nhà của Đoàn Văn Cường thuộc khu vực ấp Bầu Trai Hạ, xã Tân Phú, huyện Đức Hòa rồi cột tại đây. Sau đó Cường sợ trâu ăn bắp nên ra nhổ cọc trâu dẫn đến mâu thuẫn với Phúc. Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, Cường cùng hai người con trai đi ra bờ ruộng tiếp tục thấy Phúc đang nhổ cọc để đưa trâu về nhà. Cùng với việc mâu thuẫn hồi sáng, giữa anh Cường và Phúc tiếp tục cãi vã và xảy ra xô xát. Trong lúc mâu thuẫn, hai người con của Cường lao vào đánh Phúc, khiến Phúc té xuống mương cạnh bờ đê. Khi nghe thấy Phúc kêu cứu, con trai của Phúc là Trần Duy Thiện lấy một con dao tự chế chạy đến hù dọa cha con Cường. Cùng lúc này, Trần Duy Thọ và Lê Thị Luật từ nhà chạy đến. Thọ giật lấy con dao của Thiện đang cầm trên tay, lao vào đánh nhau với cha con Cường. Phúc cũng chạy lại chuồng trâu, lấy một cây chĩa ra để đánh nhau. Cường thì chạy vào nhà lấy đoạn kim loại chạy ra để đánh trả. Trong lúc ẩu đả, Phúc và Thọ dùng dao và chĩa đâm, chém nhiều nhát khiến cha con Cường bị thương tích. Luật khi thấy Cường đánh rơi đoạn ống kim loại cũng đến nhặt và lấy ống kim loại này đánh nhiều cái vào đầu Cường và con trai của Cường. Ông Cường cùng hai người con được gia đình đưa đi cấp cứu, trong đó Cường bị thương tích 17%. Hai người con của Cường bị thương tích lần lượt 10% và 3%. Quá trình xét xử, hội đồng xét xử quyết định bác kháng cáo, tuyên phạt bị cáo Phúc 3 năm tù, Thọ 2 năm tù và Luật mức án 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo. Liên quan vụ dự án Sài Gòn Đại Ninh, cơ quan điều tra xác định đại gia Nguyễn Cao Trí thu lợi 2.700 tỷ đồng từ việc bán dự án. Cụ thể, năm 2020, biết việc dự án Sài Gòn Đại Ninh bị thanh tra chính phủ kiến nghị thu hồi, ông Nguyễn Cao Trí trao đổi với bà Phan Thị Hoa, chủ tịch kiêm tổng giám đốc công ty Sài Gòn Đại Ninh chủ đầu tư để mua lại dự án. Sau đó, ông Trí vận dụng các mối quan hệ nhờ các cá nhân ở văn phòng chính phủ, thanh tra chính phủ, tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng để dự án được chuyển từ diện bị thu hồi sang được gia hạn tiếp tục thực hiện. Đầu năm 2022, ông Nguyễn Cao Trí sử dụng pháp nhân công ty Lavender thỏa thuận bán dự án Sài Gòn Đại Ninh cho công ty cổ phần tập đoàn địa ốc Nova, tập đoàn Novaland. Hai bên ký hợp đồng bảo mật thông tin rồi ký thỏa thuận nguyên tắc chuyển nhượng cổ phần với tổng giá trị giao dịch là 27.600 tỷ đồng theo 5 đợt thanh toán. Thực hiện hợp đồng trên, Novaland thanh toán tổng cộng 2.700 tỷ đồng cho phía ông Nguyễn Cao Trí. Cơ quan điều tra xác định tập đoàn Novaland biết rõ việc bà Phan Thị Hoa và ông Nguyễn Cao Trí ký hợp đồng chuyển nhượng dự án là trái quy định do thời điểm này dự án Sài Gòn Đại Ninh đang bị kiến nghị thu hồi. Tập đoàn Novaland biết Nguyễn Cao Trí sẽ phải thực hiện các hành vi chạy thủ tục để được điều chỉnh kết luận thanh tra từ thu hồi đất, chấm dứt hoạt động dự án thành cho gia hạn, giãn tiến độ dự án nhưng vẫn ký thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần là không đảm bảo cơ sở pháp lý. Do đó, số tiền này được xác định là thu lợi bất chính từ hành vi vi phạm pháp luật do ông Trí với các bên liên quan và đề nghị xung công quỹ nhà nước. Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội vừa thông báo hoãn phiên tòa xét xử 3 cựu nhân viên ngân hàng cùng các bị cáo khác trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng, tháng 4 năm 2020, anh Lưu Anh M, tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư và thương mại ERA Việt Nam, sau đổi tên thành công ty cổ phần du lịch ERA Việt Nam, có nhu cầu mua 1 triệu thùng găng tay y tế không bột trị giá khoảng 1.150 tỷ đồng. Để ký được hợp đồng, bên mua cần phải chứng minh có lượng tài chính bằng 30% với tổng giá trị lô hàng.
tương đương 400 tỷ đồng. Do trong tài khoản công ty không có tiền, anh M tìm người có thể giúp chứng minh năng lực tài chính trên trong vòng một ngày. Thông qua người quen, anh M gặp được bị cáo Lê Xuân Thủy, đặt vấn đề nhờ làm giấy tờ xác nhận số dư tài khoản ngân hàng và trong tài khoản phải có 400 tỷ đồng. Bị cáo Thủy đã liên hệ với bị cáo Phạm Đình Luân và Luân nói làm được thủ tục chứng minh tài chính trong vòng 24 giờ tại một ngân hàng với chi phí 700 triệu đồng. Thủy báo lại với anh M chi phí làm là 3,5%, khoảng 1,4 tỷ đồng, nhưng Thủy giảm giá còn 1,2 tỷ đồng. Ngày 8 tháng 6 năm 2020, anh M đã chuyển khoản số tiền trên, đồng thời gửi số tài khoản của công ty cho Thủy. Nhận tiền, Thủy lập tức chuyển cho Luân 700 triệu đồng, bản thân đút túi 500 triệu đồng. Sau đó Luân tìm đầu mối để chứng minh tài chính. Thông qua nhiều bị cáo, việc này lần lượt đến tay bị cáo Hoàng Văn Đảm, bị cáo Nguyễn Thành Huy và cuối cùng là bị cáo Kiều Tuấn Long. Cả ba bị cáo đều là cựu nhân viên ngân hàng. Ngày 11 tháng 6 năm 2020, Thủy hẹn anh M ra ngân hàng lấy giấy xác nhận, nhưng khi anh M kiểm tra, vẫn không thấy trong tài khoản ngân hàng có tiền. Lúc này, anh M yêu cầu Thủy trả lại tiền, nhưng bất thành. Do đó, ngày 22 tháng 11 năm 2021, anh M đến cơ quan điều tra tố giác Thủy. Quá trình điều tra, các đối tượng đã chuyển trả tiền cho nhau và Thủy đã trả lại nạn nhân 1,2 tỷ đồng. Mới đây, Bộ Tư pháp công bố hồ sơ thẩm định dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định 144/2021 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, phòng cháy, phòng chống bạo lực gia đình. Theo đó, trong dự thảo kèm theo hồ sơ thẩm định mà Bộ Tư pháp công bố, Bộ Công an đề xuất phạt tiền 20 đến 30 triệu đồng đối với hành vi cưỡng ép hoặc dùng thủ đoạn khác để quan hệ tình dục trái ý muốn của vợ hoặc chồng. Nếu dự thảo nghị định này được thông qua, thì đây sẽ là lần đầu tiên có quy định cụ thể về mức xử phạt đối với hành vi bạo lực tình dục trong hôn nhân gia đình. Đây cũng là quy định được xây dựng căn cứ theo Luật Phòng chống bạo lực gia đình năm 2022. Theo đó, cưỡng ép thực hiện hành vi quan hệ tình dục trái ý muốn của vợ hoặc chồng được luật xác định là hành vi bạo lực gia đình. Ngoài hành vi trên, cơ quan chủ trì soạn thảo đề xuất giữ nguyên một số quy định hiện hành, gồm không cho thành viên gia đình thực hiện quyền làm việc, tham gia các hoạt động xã hội hợp pháp lành mạnh, mức phạt 5 đến 10 triệu đồng, ngăn cản thành viên gia đình gặp gỡ người thân 5 đến 10 triệu đồng, cưỡng ép thành viên gia đình phải chứng kiến bạo lực đối với người, con vật 10 đến 20 triệu đồng, cưỡng ép thành viên gia đình trình diễn hành vi khiêu dâm, sử dụng các loại thuốc kích dục hoặc kích động tình dục, lạm dụng thân thể đối với thành viên gia đình 20 đến 30 triệu đồng. Ngoài ra, người vi phạm còn buộc xin lỗi công khai khi người bị bạo lực gia đình có yêu cầu. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin Điểm nóng tố tụng trong tuần. Bản tin sẽ được phát vào lúc 7 giờ sáng Chủ nhật hàng tuần. Mời quý vị đón xem. Thông tin được cập nhật hàng ngày trên plo.vn và trên các nền tảng YouTube, Facebook, TikTok của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Kính chúc quý vị và các bạn ngày cuối tuần vui vẻ bên gia đình và người thân. Xin chào và hẹn gặp lại!